Xin chào tất cả các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với chị em một số thắc mắc, mà một số vấn đề mà các chị em đang kinh doanh online, đang bán hàng online, các chị em cũng thường hay gặp phải. Bản thân mình cũng đã từng gặp phải và hiện tại bây giờ mình đang khắc phục rất là tốt. Thì cũng một số bạn bè cùng bán hàng với mình ấy, các bạn ấy cũng nhắn tin inbox hỏi rằng là chị ơi, trong cái công việc của chị đã từng gặp khó khăn trong cái công việc kinh doanh online của chị chưa, và chị khắc phục như thế nào. Thì ở đây mình rút ra được ba cái vấn đề mà mình cần khắc phục. Thì ba cái vấn đề ở đây đó là cái thứ nhất là chúng ta chưa xác định được đối tượng khách hàng của chúng ta là ai. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ở đây nữa là chúng ta làm việc không có mục tiêu rõ ràng, thích thì làm, không thích thì chúng ta thôi. Đó là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba ở đây nữa là không có kế hoạch cụ thể cho công việc của mình. Đấy, ba cái vấn đề đó thì hôm nay mình cũng sẽ giúp các chị em tháo gỡ và giúp các chị em chia sẻ, giúp các chị em là khắc phục ba cái vấn đề đó mà bản thân mình cũng đã và đang khắc phục mà mình cảm thấy nó rất hiệu quả nhé. Cái vấn đề thứ nhất cần khắc phục đó là chúng ta không xác định đối tượng khách hàng của chúng ta là ai. Khi mà chúng ta chưa xác định được đối tượng khách hàng của chúng ta là ai thì thật ra chúng ta bán hàng không bán được hàng chị em nhé. Ví dụ như là chúng ta kinh doanh online thời buổi 4.0 thì chúng ta kinh doanh online bằng chủ yếu bằng chiếc điện thoại di động, đúng không ạ? Thương mại di động. Thì bây giờ khi mà chúng ta lên Facebook chúng ta kết bạn, chủ yếu là chúng ta bán hàng trên trang Facebook cá nhân đi đã. Tạm thời đó là bán hàng trên trang Facebook cá nhân đi đã. Sau đó là chúng ta phải lên trang Facebook cá nhân, chúng ta kết bạn, tìm những đối tượng khách hàng mà chúng ta cảm nhận được họ là đối tượng khách hàng tiềm năng của mình. Thì làm thế nào để chúng ta hiểu biết được rằng họ là cái đối tượng khách hàng tiềm năng của mình để mình có thể bán được hàng và tư vấn được hàng cho họ? Thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải vào trang Facebook cá nhân của họ, đúng không ạ? Vào trang Facebook cá nhân của họ và chúng ta tìm hiểu này, người này đã có gia đình chưa này, lứa tuổi của họ là ai, thì chúng ta lên tìm hiểu và kết bạn cùng với kết bạn với những cái lứa tuổi như là từ 20 tuổi trở lên nhé chị em nhé, 20 tuổi trở lên hoặc và từ 50 tuổi trở xuống. Đó, khi mà chúng ta kết bạn với những cái đối tượng như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là họ đã có khả năng chi trả, cho có nghĩa là kiếm được tiền này, họ có công việc ổn định này. Thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu là họ có công việc ổn định, họ kiếm được tiền và họ có khả năng chi trả cho cái gì mà mình đang muốn tư vấn cho họ. Ví dụ như mình đang bán mỹ phẩm nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc chẳng hạn, nếu mà so với giá cả của thị trường thì cái dòng mỹ phẩm chính ngạch từ Hàn Quốc này nó sẽ đắt hơn cái dòng mỹ phẩm và lội, có nghĩa là hàng nội ở chẳng ngoài thị trường, đúng không ạ? Thì mình kết bạn với những cái lứa tuổi như là từ 20 đến 25 tuổi trở lên thì họ đã có công việc ổn định này và họ có khả năng chi trả cái số tiền mà chúng ta có thể tư vấn cho họ. Đó là cái cách mà chúng ta, và những cái đối tượng khách hàng như là từ 50 tuổi trở xuống thì cái thứ nhất là tình trạng da của họ đang gặp, đúng không ạ? Cái tình trạng của họ đang gặp thì thường thì từ 30 tuổi trở lên thì da nó trở lên, nó có hiện tượng lão hóa da, đúng không ạ? Hiện tượng lão hóa da, và những cái người mà người ta có khả năng chi trả, ví dụ như là công việc như là giáo viên này, làm công nhân nhưng mà lương họ có đủ khả năng để họ chi trả, giáo viên này rồi thì y sĩ, bác sĩ, rồi thì nhân viên văn phòng, họ có đủ khả năng chi trả thì họ cũng muốn là cải tạo cái gương mặt của họ, thì họ sẵn sàng họ bỏ tiền ra để họ chi trả để họ khắc phục những cái vấn đề của họ, đúng không ạ? Đó là cái đối tượng khách hàng mà mình cần phải đi tìm để chúng ta kết bạn với họ để chúng ta khắc phục cái vấn đề này. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta làm việc không có mục tiêu rõ ràng, thích thì làm, không thích thì thôi. Đó, bây giờ chúng ta muốn khắc phục cái vấn đề này thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải làm vạch vòi ra cái công việc của chúng ta một cách cụ thể. Ví dụ như là học hành này, chúng ta phải chuyên sâu, có nghĩa là chúng ta phải học này và chuyên sâu về cái kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng của chúng ta bán hàng, thứ hai nữa là cái kỹ năng chúng ta tư vấn khách hàng, cái thứ ba nữa là kỹ năng chúng ta xử lý từ chối khách hàng, cái kỹ năng thứ tư nữa là chúng ta phải
phải trao được cái giá trị đó, trao được cái giá trị cho khách hàng. Thế bây giờ chúng ta muốn có những cái kỹ năng đó thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải học tập, có nghĩa là chúng ta phải tìm cho có nghĩa là khi chúng ta kinh doanh online, chúng ta phải tìm cho bản thân chúng ta một cái đội nhóm, có nghĩa là một cái đội nhóm hoặc một cái công ty người ta có cái cơ sở người ta đào tạo cho chúng ta. Thì hiện tại bây giờ cái thời buổi 4.0 này thì gần như là đào tạo online là chủ yếu, đúng không ạ? Đào tạo online là chủ yếu thì chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta phải có một cái làm cụ thể, như là học này và chúng ta thực hành này đó, học rồi nhá, nhưng chúng ta phải thực hành này, sau đó là chúng ta phải sắp xếp cái quy trình và sắp xếp cái trang Facebook cá nhân của chúng ta trong nó có một cách hiệu quả để chúng ta nghĩa là làm theo quy trình, và chúng ta phải làm liên tục chứ không phải là thích ngày hôm nay thích thì đăng bài, ngày mai thích thì đăng bài, không thích thì thôi. Bình quân một ngày nếu chúng ta bán hàng trên Facebook, trang Facebook cá nhân, tối thiểu một ngày chúng ta phải đăng 3 bài viết thì ít nhất là phải có một bài để đánh vào trọng tâm của khách hàng đó. Thứ nhất là một bài để đánh vào trọng tâm của khách hàng. Bài thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái bài để chúng ta quay về hàng hóa của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta phải chụp ảnh về những cái đơn hàng đi của chúng ta để chúng ta thu hút được cái lượng khách hàng. Đấy, bài thứ ba nữa là chúng ta cũng có thể là chúng ta làm những cái video vui để chúng ta chia sẻ, ví dụ như là chúng ta chia sẻ về cách chăm sóc da cho khách hàng chẳng hạn. Đó là những cái mà quy trình mà chúng ta phải làm đó, và chúng ta phải làm liên tục chứ không phải là thích thì làm, không thích thì thôi đó. Và chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, ví dụ như là cái tháng 6 này mình có mục tiêu, mình ghi rõ ra, vạch vòi rõ ra cái mục tiêu của mình là cái tháng 6 này mình sẽ phải hoàn thành mục tiêu là 100 triệu chẳng hạn, thì mình phải làm gì để mình hoàn thành cái mục tiêu 100 triệu đó. Đó, thì mình phải vạch ra cái mục tiêu của mình, mỗi ngày chúng ta phải làm những gì, phải bán bao nhiêu đơn hàng, phải tư vấn cho bao nhiêu đại lý, đúng không ạ? Thì chúng ta mới cái chinh phục được cái mục tiêu của chúng ta. Đó là chúng ta phải có mục tiêu rõ ràng, chúng ta phải liệt kê ra, chúng ta phải có một quyển sổ nhá, có một cái quyển sổ để chúng ta ghi cái mục tiêu hàng ngày này, rồi có quyển sổ để chúng ta ghi những cái mục tiêu hàng tháng đó, và có những cái quyển sổ mà chúng ta phải theo dõi khách hàng đó, theo dõi khách hàng hàng ngày và hàng tháng đó, thì chúng ta mới duy trì được cái công việc của chúng ta. Đó là cái vấn đề số 2 mà mình muốn chia sẻ với chị em. Cái vấn đề số 3 nữa là chúng ta phải có kế hoạch hành động cụ thể đó. Ở đây nó quan trọng ở cái là nếu một mình, bản thân mình đi một mình, bơi một mình, thì mình thực ra thì mình nghĩ ra cái kế hoạch gì thì mình phát huy cái kế hoạch đó thôi, chứ thực ra mình không có người để hỏi này, không có người để chia sẻ này, không có người để góp ý để chúng ta có được một cái kế hoạch cụ thể. Như thế nào là cái kế hoạch cụ thể? Ví dụ như là chúng ta có cái kế hoạch là cái tháng này là cái tháng 6 chuẩn bị chúng ta về đích để giành cái giải cả quán quân cho hệ thống của công ty, thì chúng ta phải có cái kế hoạch là bản thân mình này, là phải có cái kế hoạch là mình bán như thế nào, mình sẽ tặng những cái gói, ví dụ như là mình bỏ ra một phần chi phí nhỏ của mình, lại lợi nhuận nhỏ của mình mua những cái như là những cái cặp tóc này, rồi thì bông rửa mặt này, rồi thì bông tẩy trang, đại loại là những cái thứ đó, để mình liệt kê ra, để mình đưa ra những cái kế hoạch hành động cụ thể. Ví dụ như là tháng này mình như ở bên trên mình nói là đặt mục tiêu 100 triệu để giúp cho hệ thống cán đích là giành giải quán quân đi chẳng hạn, như vậy thì mình phải làm, ví dụ như là nếu bình thường mà các bạn độc có bán lẻ không ý, các bạn không có cái kế hoạch rõ ràng, các bạn không có cái quy trình, các bạn không có cách để khắc phục, để chốt sale khách hàng, thì thật ra 100 triệu bán trong một tháng các bạn không bao giờ bán được 100 triệu trong một tháng đó, không bao giờ bán được 100 triệu trong một tháng. Mà chúng ta phải gì, trao đi cái giá trị của chúng ta tư vấn với khách hàng và tuyển những cái đại lý, và những cái đại lý mà chúng ta tuyển được thì chúng ta phải giúp đỡ họ bán được hàng, để đấy có những cái kế hoạch để giúp đỡ họ bán được hàng, để duy trì cái nguồn lực của chúng ta này,
và duy trì cái công việc kinh doanh của chúng ta cho nó ổn định và cụ thể. Đó là những cái vấn đề mà bản thân mình rút ra và mình cũng muốn chia sẻ ở đây với chị em, là có ba cái vấn đề mà chúng ta cần khắc phục khi mà chúng ta kinh doanh online. Nếu chúng ta mà không cần cả không chú ý đến ba cái vấn đề đó thì 90% đến 100% chị em đều bị gãy rụng và đều bị thất bại trong kinh doanh online nhé. Cảm ơn chị em đã xem video. Và tiếp theo những video sau thì mình cũng sẽ chia sẻ nhiều vấn đề về cách kinh doanh online và bán hàng online như thế nào. Thì mong chị em theo dõi video và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các chị em trong video sau.